Lắc nhà mình đi. Ăn xài. Mê ăn xài. Lắc ơi lắc. Ghê dạ, cả, cầm món xài nè. Ăn đi con. Chọn luôn. Dạ mày ăn đi chứ. Cục vuông nó nhiều hơn. Ăn quá. 1 cục. 2 3. Ô rồi, cái này làm đời. Tay kẹp kìa. Cái tèo, cái tay kẹp ngon sao. Vậy là làm được là 5. Đó. Trời ơi. Gì ba? Kẹp ăn. Cái cục này là con làm được 3 cục luôn rồi. Ừ, con coi lắc kìa, lắc cái tay hai tay kẹp miếng xài rồi, rồi ăn rồi thấy thương ghê chưa? Ghê vậy. Vợ tiết kiệm dưới trời ăn gần. Ừ, kìa. Biết coi phim hay sao ngựa dữ vậy không? Nó ưa dữ lắm. Trời ơi, coi kìa. Biết coi phim hay sao á. Thấy không? Rồi ôi, coi kìa ăn chín chín nhín lên đi chứ. Cái đuôi ngóc ngoắc đi chứ. Một phút rồi. Mấy ăn xài vậy đó. Thì ra từ nãy giờ là mới ăn xoài. Thì ra nãy giờ đòi ăn là đòi ăn xài. Mà tôi tưởng đòi ăn cơm. Vậy chắc 11. Bây giờ có cái xoài cho lắc ăn. Nè, gương mày bắt ơi. Bắt gì ba?